Trước khi vào làm việc đó thì tôi nhắc một cái là mình có điện thoại thì mình để cái chế độ là rung. Khi có điện thoại, mọi người cứ việc cầm điện thoại ra kia mình nói chuyện xong mình vô đây. Để cho cái buổi nói chuyện mình nó yên lặng hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cái buổi nói chuyện mình đó thì tôi sẽ nói, thứ nhất là tôi nói chuyện về cái đá trước để cho mọi người nắm trước. Rồi cái thứ hai nữa là sau đó là mình sẽ cùng trao đổi, mọi người mình nói chuyện nhau, rồi tôi sẽ giải thích cái hướng mà đi tập luyện sao, điều chỉnh sao để cho cái chuyện mình làm nó tốt hơn. Thì mọi người biết rồi, tôi đến đây với mục đích là hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà tự chăm sóc chính mình. Thì cái tự chăm sóc cho mình là cái điều cực kỳ quan trọng. Vậy vì là từ trước đến nay mình chỉ nghĩ tới cái chuyện là hễ mà tôi bệnh thì tôi đi khám bệnh, rồi tôi đi khám bệnh xong rồi rồi ta cho thuốc, rồi tôi uống thuốc, rồi tôi đi làm. Và cũng như tôi nói hồi sáng tôi ngồi để chị mọi người thấy là ở đây là mọi người phải làm việc rất là nhiều và rất vất vả ha. Nhưng mà cái chuyện mà mình chữa bệnh mình tự mình vẫn chưa biết cách mà để mình chăm sóc cho mình nữa. Mà cái đó là một cái trào lưu chung ở trên thế giới luôn, chứ không phải chỉ cho những người sống ở nước Nhật. Ở Việt Nam cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, rồi ở châu Âu cũng vậy, rồi bên Úc cũng vậy. Thành ra là cái buổi mà tôi nói chuyện để cho mọi người là cực kỳ quan trọng. Tại vì cái quan trọng của nó là để cho mình biết tự mình phải làm gì khi mà mình mắc bệnh. Hiện nay mà cái mà tôi đi nói chuyện cho mọi người ở trên thế giới cũng như trong nước là tôi tập trung vô bốn năm cái tiêu đề chính. Cái thứ nhất là bệnh ở cột sống cổ. Thì tất cả chúng ta là hầu như ai nấy cũng đều bị cột sống cổ hết. Tôi dám cam đoan là hết trong đây, trong cái lớp học mình này là tất cả gần như từ 80-90% đều có vấn đề cột sống cổ. Thế gì cái triệu chứng cột sống cổ là ra sao? Thì nó đơn giản lắm, là cái tay mình á là mình thấy tê, rồi lái xe đó mình chạy chút xíu á mình thấy hai tay mình nó tê hết hai cái tay. Và thỉnh thoảng mình ngủ không giấc, mình thức dậy mình thấy cái tay mình làm như nó không có sức vậy. Thì mình không biết tại sao nó vậy, nhưng mà thiệt ra đó là do cái cột sống cổ nó chèn lúc mình ngủ á. Rồi thức dậy mình thấy cái tay mình không có sức lực, mình nắm cũng không được. Thì cái đó là thường thường là do bệnh của cái nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp là thí dụ như ai là thợ may nè, ai mà làm máy vi tính mà ngồi cứ cúi đầu ngồi cái cột sống cổ nó bị hết. Rồi cái người mà ngủ mà sai tư thế cũng bị, mà mình không biết, không ai dạy cho mình ngồi cho đúng, không ai dạy cho mình ngủ cho đúng. Thì xưa giờ ở đây hỏi thật cái là mình, mọi người đây đi ngủ có ai dạy cho mọi người ngủ không? Không. Tôi đồng ý. Mình ngủ. Không ai biết mình ngủ cách nào cho nó ngon. Vì miễn là ngon là được rồi. Dạ dạ. Ok. Rồi cái gọi gọi chân nữa hả? Biết hả? Rồi cái bệnh đó là bệnh mà phổ biến nhất. Cái bệnh mà phổ biến nhì nữa đó là cột sống lưng. Thì cột sống lưng á đó, anh là anh bị bao nhiêu năm rồi? Hai năm mấy rồi hả? Thì khi mà anh bị cái cột sống lưng á thì anh được cái may mắn là cứ thỉnh thoảng nó bị trở lại. Mà cái hai cái bệnh mà thường gặp nhất là cột sống cổ, cột sống lưng. Nhưng mà tôi nói cái quy trình điều trị của các bác sĩ trên thế giới chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam không nha. Cái điều đầu tiên là khi mà mình bị đau đó, thì bất cứ bác sĩ nào cũng vậy, cho mình uống thuốc giảm đau. Và mình cũng yêu cầu cái đó, tại vì mình đến mình thấy đau thì mình uống thuốc. Cái là mình thấy ok, tôi uống về là tôi thấy tốt quá rồi, tôi về đủ rồi.
thỏa mãn rồi. Nhưng mà cái chuyện mà uống thuốc á, đó là giai đoạn đầu tiên. Rồi sau đó cái bệnh mình á, càng ngày nó càng gần nhau hơn nữa, thì cái bác sĩ đến khám cho mình hết rồi, coi cổ, coi lưng, coi cho xét nghiệm được các thứ rồi, cũng không thấy gì. Tại vì cái bệnh nó khởi đầu á thì nó chưa có dấu hiệu tổn thương, mình không biết đâu. Rồi bước thứ hai nữa là bắt đầu có dấu hiệu tổn thương. Dấu hiệu tổn thương là lúc đó mình chóng mặt nè, mình buồn nôn nè, mình mỏi ghế nè, rồi mình tê tay nè, là mình khó chịu nhiều rồi. Thì bác sĩ nói, à vậy là bị cột sống cổ rồi. Và cái cột sống cổ mà mình bị nhiều nhất á là L4, L5. Tại vì nó làm cái trục giữa của OC, chứ mình xin lỗi, C4 với C5 tại vì trục giữa. Vì mình có 7 cái đốt sống cổ từ C1 tới C7, nhưng mà bị trục trặc nhiều nhất là C4 với C5. Thì bị cái đó rồi, ok, bị bác sĩ cho đô mạnh hơn. Tại vì trong lúc mà bị cái đó là nó hơi có dấu hiệu viêm rồi, nó có vụ tổn thương nhiều rồi, thì nó cho thuốc giảm đau này, kháng viêm nè, và kháng sinh. Thì mình uống 3 thứ thuốc thì xong rồi mình thấy kết quả liền. Và cái yêu cầu mình là gì? Là nhanh chóng đi làm nữa. Đó là cái giai đoạn 2. Giai đoạn thứ 3 nữa là lúc đó là cái bao tử bắt đầu có vấn đề rồi. Tại vì mình uống thuốc qua một cái đợt, trong cái thời gian chỉ là mấy năm trời, là cái bao tử bắt đầu bị phá rồi. Thì cái hậu quả của thuốc tây là vậy. Và khi mà mình bị rồi thì may mắn quá, bác sĩ đến nói rồi, cái này biết rồi. Tại lúc đó là cái đau nhất của mình là cổ tay nè, các ngón tay nè, khuỷu tay nè. Thì lúc đó người ta làm gì? Người ta lấy, ta nói bây giờ để cho tôi mổ. Thì mình ok, tay nó mổ con vết nhỏ. Họ nói tại vì gân nó bị vậy, cái gân nó bị kia, rồi bắt đầu mổ. Mà cái người mà tôi thấy bị mổ nhiều, mổ mà nhiều nhất là Bình Đức á. Bình Đức á là đè ra mổ. Mổ xong cái vài bữa cái này hết, cái mổ tới cái này, mổ để mổ cái này. Rồi sau cái giai đoạn thứ tư, người ta nói rồi ok rồi, bây giờ mổ này hết rồi, bây giờ bắt đầu tới cái cổ mày, bây giờ nẹp. Mọi người thấy có cái nẹp á, nó nẹp. Thành ra có nhiều người á, mổ nó gắn hai cái bù lông con tán đây, bắt đầu đi đâu cũng cứng nữa, quay quay đó. Thì tôi nói đó là luôn cả cái quy trình của cái lưng cũng vậy đó. Ở đây có ai mổ cuộc sống cổ cuộc sống lưng chưa? Chưa. May mắn ở đây lại dưới này còn trẻ, còn chưa có con này hơi hơi chút xíu thôi, còn bà này còn vậy thôi, chứ bà chưa mổ gì hả? Chưa. Chưa. Con mổ rồi. Mổ gì? À, thấy sống lưng, nhưng mà mổ nhẹ, tôi thấy cũng chưa có nặng. Nhưng mà đúng rồi, tôi thấy cái lưng chị này là mổ lần rồi. Nhưng mà cái đặc biệt của Pháp á là họ thích mổ lắm. Mà mọi người biết tại sao mà Pháp là thích mổ không? Tại vì bên Pháp á là kháng buộc C, tức là đi mua bảo hiểm xong á là nó bắt buộc. Và ở trong bệnh viện là nó rất thích mổ, vì cái mỗi lần mổ nhiều tiền lắm à, mà được thanh toán hết, cho nên mình nói ô có gì đâu, được nhà nước lo, mình cứ dừng mổ đi. Cho nên là tôi ngồi tôi nói chuyện với một bác mà chừng 70 hoặc là 80 tuổi ở bên Pháp á, là trong mình ổng ít nhất phải 4 lần vết mổ. Tại vì cái gì cũng mổ, mổ rồi giải quyết cái gì mổ xong, rồi nối cuộc sống cổ, nối cuộc sống lưng, và tới một cái phần nữa là tháo bỏ cái ra đi, thay khớp luôn. Bắt đầu tới giai đoạn thay khớp. Thế thì như vậy là mình ở trong một cái điều kiện mà dông lẫn quẩn là cổ, lưng và đầu gối đấy chứ, quên cái đầu gối nữa. Thì cái may mắn là ở đây là tôi thấy mọi người ở đây là hơi tròn tròn chút thôi, tròn tròn tí, chưa đến nỗi mà béo lắm. Nhưng mà nếu mà ở Hawaii hoặc là ở bên Texas, tôi qua Texas thì mấy cô nào nấy còn u, vì bên đó là thức ăn đồ cũng hấp dẫn, mà bên đó không có làm việc mà căng thẳng như đây. Ở đây là làm việc tôi thấy căng thẳng, làm việc nhà nước ở gì, làm việc ở trong gì đó xong về nhà còn phải lộn rau rồi phải đủ thứ, thấy không? Cho nên là ở đây cũng tương đối. Nhưng mà mấy cái bệnh mà tuổi mình càng lớn á, thì cái
dấu hiệu bệnh thứ nhất là gan nhiễm mỡ. Ở đây ai gan nhiễm mỡ? Có cho mỡ ít mỡ nhiều có. Gan không, mỡ là gan đó. Mỡ gan đó. Rồi gan nhiễm mỡ là bị gần như hết rồi. Gan nhiễm mỡ rồi mỡ trong máu. À, mà mở trong máu á, thì nó kèm thêm cái gì biết không? Là mấy cái động mạch cổ mình nè, rồi mấy cái động mạch ở cổ mình, ở động mạch cảnh này nè, nó bị tắc dần dần, thì nó dần dần nó tắc thì làm cho thiếu máu, làm cho mất ngủ, làm cho chóng váng, làm cho hay quên đủ thứ. Thì mấy cái đó là do cái mỡ ở trong máu nó làm cho mấy cái động mạch của mình nó bị bám mỡ hết. Rồi cái thứ ba là cao huyết áp. Ở đây ai cao huyết áp? Em huyết áp này. Ủa cho mình bác vậy? Còn các bác thì không ai bị cao gáp hả? Mình làm quá riết với gáp xuống hết rồi. Tiểu đường không, tiểu đường là bị đường trong máu chứ không phải đi vô đường tiểu. À, chỉ có một mình bác hả? Mới bắt đầu có chút xíu thôi à. Chút xíu là không sao. Dạ. Chứ đừng bị phải không? Dạ. Rồi. À, còn cái mà hay gặp của đàn ông nhiều nhất là gút. Ai bị gút? À, em bị luôn hả? Rồi em cũng bị luôn à? Có triệu chứng. À, có triệu chứng nha. Thì thực ra là ở không phải chỉ trong nước mình, mà ở những cái đâu á, là cái chứng gút á, là hầu như ai cũng có dấu hiệu rồi mà không để ý. Nha, mà ở Nhật này á, là Nhật á là nó còn đỡ hơn, là chỗ là nó có, nó hiểu được, người Nhật có hiểu được là sự rối loạn về cái độ pH trong cái cơ thể ta, mà pH là gì? Là kiềm với axit. Cho nên á, là họ mới chế là cái máy á, gọi là cái máy cân gen. Thì cái máy cân gen á là nó cho cái kềm của nước để cho mình uống để cân bằng cái độ axit trong cơ thể. Thì ở đây có ai mua máy cân gen xài chưa? Chắc không, không thấy lại nữa. Ây da, trời đất ơi. Trong khi máy cân gen là cái máy xuất phát từ Nhật và nhiều nước trên thế giới sử dụng cái máy này, mà chúng ta là những người ở trong nước Nhật lại chưa hề nghe nói gì tới cân gen. Máy lọc nước hả thầy? Ừ. Nó có nghĩa là máy nó có cái cục giống như cục 500 đó, nó lọc từ nước ấy xuống để uống nước sạch luôn không thầy? Nó không phải là nước sạch, mà là nước có độ kềm cao. Thì cái cân gen nó có một cái đặc biệt á, là khi mình uống cái nước hàng thường xuyên á, nó có nghe mùi kẽm kẽm trong đó. Kềm. Đúng rồi, nó có cái mùi kẽm. Nó không được ngon như nước thường. Nhưng mà uống cái đó thì nó tránh được hai điều. Thứ nhất là nó cân bằng cái độ pH trong cơ thể mình á, để cho mình chữa được cái gút. Cái thứ hai nữa là ngăn ngừa được ung thư. Tại vì khi bị ung thư á là axit tăng mà kềm giảm. Mà ở trong cơ thể mình á, mà axit tăng á, thì cái quá trình mà làm cho ung thư á, nó dễ hơn. Và ở Nhật này nhiều người bị ung thư không nghe là được đấy. Tại vì không biết mà người Việt Nam thì ở đây thì không có nghe nó tới. Không phải, tại vì thực ra là mọi người phải biết là ngay trong nước máy của người Nhật á, họ đã cân bằng độ pH đó rồi. Cái nước uống họ đó, thấy không? Chút xíu chúng ta sẽ làm cái thử nghiệm.
chút xíu mọi người lấy cho tôi mấy cái lọ tôi thử cho mọi người xem. Cái máy đó là ở ở thị trường hiện nay là ở bên Úc đó, tôi mua từ lúc về là khoảng 4.500 đô Úc. Còn ở như thế tôi không biết cái giá là sao, nhưng mà bên Mỹ thì cũng khoảng từ 4.000 tới 5.000 đồng. Ở đây có nhiều loại giá lắm phải. Đó, thì cái loại nhỏ rồi loại lớn này. Ví dụ trong gia đình người ta đưa để mình trả góp hàng tháng mình. Cái cái nhưng mà còn cái lò dòi trực tiếp luôn. Mình dặn ra cái dò trực tiếp. Nhưng mà cái đó nó dễ biết lắm. Nó có nó ra hai cái nguồn nước. Một là khi mà nó mở ra thì mình canh cái đồ kèm. Còn một cái dòi nước nó ra thì là axit. Nó lọc từ nước bỏ nó loại axit ra luôn. Thì cái nước axit đó thì mình lấy mình rửa ly, rửa chén rồi là sáng cho đẹp luôn, không cần xà bông. Ok. Thế thì như vậy á là cái nguồn nước á, thật ra là mọi người nói vậy tôi thấy là ở đây là ok với nguồn nước rồi. Thì chính cái nguồn nước là giúp mình là không có bị gút rồi, đã giảm cái gút rồi. Và còn nước đây ok, nước ok. Nhưng mà mọi người biết nước mà sạch nhất thế giới mà ngon nhất thế giới là nước Lavelle, nước ở Áo. Cái độ kềm cũng cao mà là nước tốt. Ok, thế thì như vậy á là chúng ta đã có một cái phần ok về vấn đề nước rồi. Rồi cái phần thứ hai mà ít người quan tâm lắm đó là thân nhiệt trên cơ thể. Bây giờ ở đây có ai khi nào mà chú ý đến cái thân nhiệt mình không? Không. Nếu mà có đo mạch á thì mình coi cái nhịp đập của mình bao nhiêu thì ok, tim nó đập thuốc bao nhiêu, rồi mình đo huyết áp đến bị thì mình biết là bao nhiêu. Nhưng mà riêng cái nhiệt độ ở đây không có người nào để ý là đo nhiệt độ, có đúng không? Có ai đo nhiệt độ không? Khi nào sốt, khi nào sốt mới đo. Khi nào sốt mới đo. Khi nào mà đo lúc bàn tay lên cái đây. Thường thường là mình đo là đo cho nít thôi. Mình nuôi con á thì con nó sốt mình phải đo thôi. Chứ còn bản thân mình thì ít có ai quan tâm tới cái nhiệt độ của mình. Nhưng mà bây giờ trên thế giới là nhiệt độ bây giờ cực kỳ quan trọng. Tại vì qua cái công trình nghiên cứu của trên thế giới hiện nay á, thì nhiệt độ là của cơ thể con người ta, thân nhiệt á, là càng ngày càng giảm xuống. Giảm xuống là do cái điều kiện của cái cuộc sống hiện nay á, là trái đất nóng dần lên. Vậy nóng dần lên thì mùa đông á, bây giờ nó lạnh hơn. Và khi mà lạnh á, thì người ta chung vô trong nhà, người ta làm cái máy sưởi. Còn hễ mà nóng á, thì người ta chạy vô nhà, người ta làm cái máy điều hòa. Cho nên cái thân nhiệt mình á, nó luôn luôn bị dao động, luôn luôn bị thay đổi liên tục. Cho nên cái thân nhiệt con người ta phải ứng phó vậy. Thì cái hệ thống mà điều hòa thân nhiệt mình á, càng ngày nó càng giảm đi hiệu quả. Và nhiệt độ người ta càng ngày càng thấp xuống. Và bây giờ công trình nghiên cứu mới nhất của hiện nay là bệnh ung thư dính dáng tới cái nhiệt độ, là tức là người nào nhiệt độ dưới 36 độ C là sức đề kháng người đó yếu và dễ mắc ung thư. Rồi bây giờ mới hỏi lại, ở đây ai thường sợ lạnh? Sợ lạnh phải không? Chúc mừng. Ở đây giờ mình biết rồi đó, thì những người mà sợ lạnh, dễ lạnh hơn người khác á, thì những người đó có cơ may bị ung thư nhiều hơn người khác. Nhưng mà ngồi ở đây mà nói chuyện mà nói hỏi có với ai chết bị ung thư mà ở đây không có ai hết á, thì rõ ràng là ở đây là cái tỷ lệ ung thư rất ít ở Việt Nam mình á. Bây giờ cực kỳ. Dạ, Việt Nam thì nhiều. Việt Nam mình là đi cái lòng vòng thằng này chết, như chết toàn ung thư không ạ? Là do thực phẩm, do nước nôi, do đủ thứ ha. Ok. Để trở lại vấn đề của cái chuyện mà tôi nói. Bây giờ cái đó mình lò đó bao nhiêu nha? Nhiệt độ bao nhiêu vậy? Cái đó là có đề độ ghi độ không? Độ chứ. Độ hay là watt? Watt không. Cái đó lò nướng là bao nhiêu vậy? Nó ghi độ hay là 2 hoặc 1.500
Bao nhiêu vậy? Mày nghĩ nó có để rồi đó. Coi đi để chứ. Thì lò nướng, lò nướng thì là độ 900 watt một lần. Không không không, 900 watt là cái loại lò vi sóng. Còn cái lò nướng á thì nó tính độ. Ủa mình không có à? 1500 watt mình bắt nó lên. Không không. Cái lò nướng là 250 độ là cao nhất. 1000 watt. 1000 watt à? Cái lượng tiêu thụ điện á là 1000 watt. 2000 watt. À, ok rồi. 1000. Bây giờ em lấy hai cục đá bỏ vô đó, em để cho tôi 3 phút. Nướng thôi. Nướng nướng. Rồi. Rồi được rồi. Mình bỏ vô đi. 1000 watt. Để 3 phút. Ok. Được chưa, được chưa? Thôi, mọi người yên lặng để cho bên đó xử lý, còn mình đi nói chuyện tiếp. Thì sở dĩ mà tôi kêu mọi người chú ý ha, thì bây giờ ở đây là hôm nay là đây là cái đặc biệt của nó, là ở đây mọi người sẽ thấy đề là cặp đá diệu kỳ. À, mọi người thấy về cái tên là cặp đá diệu kỳ. Thiệt ra cái đá này á, là có rất nhiều trong cái chỗ mà làm spa, nó gọi là đá massage. À, thì là đầu tiên á, là khi tôi đi qua bên Pháp dạy á, thì có một cái bác sĩ mà ở chỗ học trò tôi á, dạy, thì họ mới cho tặng cho tôi một cái cuốn là La Medicine de Cabilaire, tức là là về y mau mạch. Thì trong cái y mạch đó nó có nói một cái chuyện là có một cái người cái một cái câu chuyện là một đứa em mà trẻ mà nó bị sốt á, thì nó khuyên một điều là khi con nít mà bị sốt thì là tuyệt đối không được dùng thuốc hạ nhiệt. Tại vì thường thường là mình thấy con mình sốt cao quá là mình cho thuốc paracetamol rồi cho gì đó, nhưng mà cái đó ta khuyên không nên. Tại vì đứa nhỏ mà khi nó bị sốt á, có nghĩa là cái sức đề kháng cơ thể nó càng tốt, nó sốt tức là một cái phản ứng của cơ thể để chống lại cái bệnh tật. Khi mà mình làm giảm cái nhiệt độ nó, có nghĩa là đồng nghĩa với chuyện là mình làm giảm đi cái sức đề kháng của nó. Cho nên á, cái ông mà làm ra cái chuyện mà nhiệt liệu pháp để chữa là thermotherapy á, thì ông kêu á là lấy cái khăn mình đun nước sôi, mình bỏ khăn nhúng vô trong nước sôi, cái mình dắt lại và để cái nước nóng, cái khăn nóng đắp lên cái gan của đứa bé, và đắp xong rồi á, mà nó vừa nguội xong ta bỏ xuống, ta lấy khăn nóng khác tiếp tục đặt lên và làm liên tục như vậy trong khi nó sốt nha, mà làm liên tục như vậy. Trong lúc đó nếu mà đứa nhỏ mà nhiệt độ nó cao hơn 39 độ, tức là đầu nóng hết á, thì ở đây mình vẫn chùm nóng, nhưng mà riêng cái trán á, mình sẽ dùng cái cục đá đó mình bỏ vô trong cái bịch ni lông á, rồi mình chườm lên trán để chi biết không, để nó làm lạnh, để không cho sốt làm tổn thương cái não của đứa nhỏ, và đồng thời vừa chườm nóng ở đây, thì chỉ sáng 1 giờ đồng hồ đứa nhỏ tự nhiên hạ sốt nó lại và không còn sốt nữa. Là bởi vì khi mà mình chườm nóng cái gan á, là mình làm cái thân nhiệt đứa nhỏ nó tăng lên 1 độ nữa, thì cái sức đề kháng nó càng mạnh hơn nữa, và nó diệt được vi khuẩn, nó diệt được vi trùng, và sau đứa nhỏ khỏi bệnh. Rồi tôi mới đọc lại, cái tôi mới nhớ lại một cái chuyện hồi trước á, là ban đầu á, là tôi á, là cũng đã dùng cái này, vì á, là ở trong cái bệnh mà hiện nay á, tôi không biết mà bây giờ đây bên đây không, mọi người làm việc cực nhọc quá rồi còn nghĩ tới một cái chuyện là sợ chết không? Đây có ai sợ chết không? Không sợ không? Không sợ. Sợ. Đi trước rồi khỏi đi sau. Đi sâu tuổi mà hơi đứa lớn hơn thì sợ chết, mình trẻ thì cũng chưa nghĩ tới. Rồi trẻ thì chưa nghĩ tới, nhưng mà cỡ này là rồi. Lớn lớn thì cũng như bà này bác chi. Cho nên nó là Triều Tiên mà hâm dọa mà bắn Nhật Bản không thua vậy đó. Thì khi mà
cái cục đá này á, là cái lý thuyết mà ở đây á, mọi người thấy là đá trường gan. Thì cái đặc biệt của cái đá này á, là khi mà tôi về nước á, thì tôi bắt đầu mới nghiên cứu cái loại đá, là đá này á, là đá ở trong núi lửa. Và cái đá này nó đặc biệt có cái này, mọi người á, là thấy cái này làm mà làm bằng tay ấy nha. Cái này người ta quy cục đá bự, người ta cắt ra rồi mài tay hết, cái này không, hoàn toàn không có công nghiệp đây. Và cái đặc biệt của đá đó thì khi ta để như vậy á, thì nó có một cái sức hút vô. Mà hễ mình để trái để phải gì nó hút, nó không phải giống như cái loại đá mà 500 mà để mặt làm hút, mọi người làm thử. Đây chính là cái tác dụng từ trường mà để chữa bệnh của nó. Chị nắm lại hai cái cục rồi để hơi khác chú có thấy nó hút vô, đúng không? Đấy, nó kéo vô heo. Nhưng mà chị để nó không có cực âm cực dương, nó lại vậy đó, mà nó cứ hút với nhau. Và khi cái tác dụng hút của nó chữa bệnh thì có nghĩa là nó làm cho cái cơ thể mình là điều chỉnh cái sự cân bằng trong cơ thể mình rất là độc đáo về nhiệt độ. Thấy không? Được rồi, hết đích cho biết người thôi. Chị trả lại đây. Làm cá luôn đi, làm cá. Sẵn cầm và làm luôn đi chứ. Rồi. Thì ở trong cái chữa bệnh đó, thì cái điều mà bất ngờ nhất là khi mà tôi làm cái đá này á, thì là cái sức nóng của nó. Và mọi người thấy á, nếu mà mọi người ghi nhận nha, để nhớ nha, nếu như mà mình ở nhà có lò nướng á, thì là 250 độ C để trong vòng 20 phút, nhớ nha. Còn nếu mà là cái lò vi sóng cái quát á, thì không nên dùng cái loại 1500 W, mà dùng khoảng 1000 W để xuống được rồi. Và 1000 W để xuống là mình để chỉ có 3 phút thôi là đủ nóng rồi. Và một lần mình làm á, là mình làm chỉ 2 cục thôi, không được làm 3 cục, 4 cục. Tại vì nếu mà lò vi sóng á, mình làm chừng 3-4 cục á, thì là nó không đủ nóng, cục nóng cục lạnh. Còn mình để là 2 cục á, là nóng là vừa. Cho con hỏi cái dùng nước sôi nấu cho nó nóng lên được. Và cái này á, nó đặc biệt có một cái á, là nếu như mình không có thì mình luộc được, nhưng mà luộc phải trên 30 phút. Và cái sức nóng của khi mình luộc á, thì nó sẽ giữ nhiệt được 1 giờ đồng hồ. Nhưng mà riêng cái lò mà nướng này nè, nếu mà lò nướng mà đúng á nha, là 250 độ C để trong vòng 20 phút á, thì nó nóng trên 2 giờ đồng hồ. Tức là cái nóng kéo dài trên 2 giờ đồng hồ. Thì riêng cái anh mà bị đau cái cuộc sống á, thì khi mà mình bị á, là cái đầu sống mình bị tổn thương. Thì khi mà tổn thương mà tại sao đi bị lại, tại vì cái mao mạch ở đó nó bị co lại, và nó máu nó không đủ sức nuôi ở trong đó, thì thỉnh thoảng mình lại bị lại. Còn khi mà mình làm này á, thì buổi chiều tôi nói cho những người bị đau lưng với thành nhân tọa luôn nha, thì mình để 2 cục lên ngay cái điểm nóng xem để đó, thì chút xíu á, mình sẽ có cái đai này mình quấn ra lại, mình giữ cái đó nha. Và khi mình giữ cái đó là đặc biệt cái lưng á, thì khi mình để đó thì nó nóng dữ lắm, thì mình phải nhích lên rồi mình nhích xuống. Nó nhích tới khi nào á mà mình thấy cái lưng mình nó không còn mà nóng khó chịu, thì mình để cố định ngay điểm đau của cái sống lưng. Nóng được chưa? Còn riêng á là những người mà bị cột sống cổ và dưới là sợ lạnh như cô này á, thì phải dùng 2 cục. Một cặp á thì để ngay gan, còn một cặp á để ngay cổ. Thì để cổ là sao biết không? Tại vì người mà bị là mình á là bị lưng, là cuối cùng cũng bị cổ cũng bị lưng. Cái đó là nó dính nhau, trước sau cũng bị hết. Nhưng mà cái đặc biệt của cái đá này là tôi nói khi mà tôi về tôi làm á, thì cái đặc biệt là gì biết không? Là nó làm cho mình ngủ mê mệt, không thấy đường ra. Đấy, ở đây ai mất ngủ? Ở đây làm việc mệt quá ngủ mẹ nó quên. Việc nhiều quá mê say ngủ. Mệt mỏi thì ngủ. Đây nha. Cái làm việc nhiều quá mà không có thời gian ngủ. Thì như vậy á là cái khi mà làm cái cặp đá này đặc biệt của cái là nó làm cho mình ngủ rất mê. Cho nên là mọi người hay đùa nè, khi nào mà có cặp đá này về thì ông chồng thì quên vợ, mà vợ thì quên chồng.
Tại vì để vô ấm, nó ấm nóng, nó làm nóng hết cái cơ thể mình, làm cho mình ngủ rất ngon. Và mình không muốn ôm ai hoài hay ôm cục đá. Và cái cục đá này nó để, thực ra cái tác dụng của nó là độc đáo. Cái là thứ nhất là nó làm nóng cả cơ thể mình lên, nãy tôi nói tăng cái thân nhiệt đó. Cái thứ hai là sau khi mình chồm đá cái này mà trong vòng 6 tháng mọi người đi xét nghiệm lại thì mỡ, gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu, tất cả đều trở lại bình thường hết. Thì đặc biệt của cái đá này nó là như vậy. Bây giờ nóng cho anh. Rồi anh bỏ tay vô gan nè. Rồi anh đút tay, anh cầm cái đá đó chứ còn đừng thò tay chụp vô nha. Rồi anh lấy cái đá đó, anh bỏ vô trong cái khăn đó. Ở khăn đó nó có hai, tháo khăn ra, nhăn ra, đúng rồi, nó có hai cái túi. Rồi mình bỏ vô, đúng rồi đó. Rồi bỏ vô hai túi á. Rồi mùa nóng đang nóng thầy. À, khi mùa nắng á, khi mà nóng á thì mình vẫn chườm. Tại cái đặc biệt của cái này á là khi mùa nóng mà mình chườm á thì mình ra bên ngoài thì cái cơ thể mình không có bị nóng. À, đây ok, cảm ơn. Rồi à, bắt đầu nóng rồi ha. Rồi và mọi người á là khi mà mình đặt cái đá vô xong rồi á thì mình xếp lại như vậy nè. Ok rồi đó. Rồi em lấy cho tôi cái đai mà ăn lờ đó. Dạ em lờ anh lên đây tôi chỉ là không đây. Rồi anh lời lên này ha. Và như vậy á mình sẽ đặt cái đá như vậy nè ha. Nè còn khi bây giờ đây nó có hai cái khăn, một cái khăn là đa năng, còn một cái khăn này là khăn chồm này. Thì cái khăn mà hai lỗ này không á là nó vừa chồm gan mà vừa chồm cái cuộc sống. Còn chồm gan á thì chồm vậy nè, anh quay lại đi thầy, mọi người nhìn này nha, là chồm ở dưới cái ngực mình á. Nhưng mà tất cả thì mình sẽ có cái đai để nó giữ của mình. Rồi trước mắt là chữa trong này cái lưng người ta là mình chồm cái này. Ok. Rồi. Thì bây giờ á là anh xích lại gần tí đi. Rồi. Nè. Mày đồ đồ nó chứng bị sẵn rồi. Có thuốc trong này quá trời. Rồi. Nhịp chưa lại. Rồi nhịp sắc lại, chắc lại. Đó. Rồi. Anh phải kéo vô cái này. Ông này thì được con cái cái eo cũng eo eo gọi là eo qua hậu. Rồi ok. Rồi. Rồi anh ngồi ở kia đi. Rồi thôi anh coi cảm giác sao. Đó. Đấy. Nhưng mà cái lưng của anh á là khi anh làm đó là buổi trưa buổi chiều anh làm được, nhưng mà đừng có làm buổi tối đi ngủ về nó gộm lưng chết á. Còn cái người mà bị đau cột sống cổ á thì mình sẽ dùng cái khăn này, khăn đa năng đây nè. Khăn đa năng thì nó sao biết không, nó có ba cái lỗ, nó khác với kia có hai lỗ. Thì mình sẽ đặt cái này đây nè. Thì mình quấn như như điệu vậy. Thì khi mình quấn vô về xong á thì mình đi nằm xuống á, thì mình nằm ngủ á thì giờ mình lại đây chỉ nha, qua đây. Rồi em nằm đầu qua đây nè. Thì cái gối mình để đi cái gối mềm rồi nằm xuống qua nè, thấy chưa đó. À, thì nó giữa hai đó. Thì cái này máu nè, máu nó làm cho ấm á, là ấm cái cột sống cổ mình và nó ấm luôn cái động mạch cảnh. Thế mình thấy không, nó không có cấn đâu. À, và khi mình để người mà bị cột sống cổ á thì mình để ở đây một cặp mình để hai chỗ ở dưới cái dưới ngực nè. Thì ở dưới ngực á thì mình phải dùng cái đai mình quấn nữa thì nó giữ cho mình ấm và nó không còn ngủ một đêm sáng thức dậy mình nghe nó không còn đau nữa. Ok. Và ngủ suốt đời.
Nói là ngủ là để cho dùng cho suốt đời, chứ không phải ngủ rồi đi luôn suốt đời. Ok. Và khi mà mình sử dụng cái này á, thì khi mà mình nằm ngủ vậy á, mà nếu như mà mình thấy mà chỗ nào trên cơ thể mình đau nhất á, thì khi đó mình thấy cái này càng ngày nó càng nguội nguội dần dần, mà mình cứ tháo ra từ từ, tháo ra từ từ, tới cuối cùng á thì mình lấy cục đá đó mình sẽ chườm ở trên cái chỗ nào mà thấy đau mình soi vô. Chút xíu tí tính sao, tại vì á ông này là chữa sáng cho ông rồi thì làm, còn chị á mà làm vô mà hết đau nó mất triệu chứng không hay. Tức là để chữa xong rồi, bị trước sau cũng phải chữa chị. Ra là chữa chị xong chị không còn đau nữa. Nhưng mà cái này á là điều trị suốt đời. Tức là mình lúc nào mình cũng phải sử dụng nó. Tại vì nó sẽ không để cho cái bệnh mình bị tái lại nữa. Hiểu không? Thành ra chị cứ yên chí đi, bình tĩnh. Rồi, ok. Bây giờ đó là cái cách làm đó. Nãy giờ nghe nóng chưa? Nóng, mà chịu được. Chịu được, chừng nào chịu không được á thì ông nhích lên đi xuống chứ ông để tiếng thở phỏng nha. Đau phỏng. Phỏng á, nó phỏng á, ông phỏng là nó nóng hết, bây giờ nó càng ngày nó càng nóng. Càng ngày nó nóng hết cả cơ thể. Nhưng mà cái nóng của cái nóng của cột sống lưng á, và nó không nhiều bằng ở da. Rồi. Thế thôi tôi nghe tôi nói chuyện. Rồi như vậy á, cái gan mình á, tại sao mà cái chuyện mà chồm ở gan, mọi người nhìn đây nha, là tức là cái tay mình để đây á, cái này là để chồm cái cổ. Nhưng mà đây tôi làm cho mọi người thấy là cái cổ thì nó hơi dài chút, rồi mình để đây thì một cục á thì nó sẽ nằm ở dưới núm vú mình á, một cục á là nằm giữa chấn thủy nè. Rồi ra mình lấy cái đai mình mang vô. Thì tôi tại sao mà tôi dặn kỹ và tôi làm cho mọi người nhìn thấy vậy á, là lý do là vậy nè. Tôi có một cái ông bạn ở ngoài Hà Nội á, tôi nói cái này chồm hay lắm, giờ ông bị mất ngủ rồi đau nhức mình đồ này nọ, mình mẩy đau nhức, tôi nói chồm cái này là hết đau nhức mà khỏe lên liền. Ông ok. Thì một tháng sau lại tôi hỏi, ủa sao bà vợ ông có bớt không, như có bớt gì đâu. Bà nói sao chồm, vợ tôi làm cái tháng này không có gì, không có kết quả gì. Tôi hỏi gì chứ chồm ở đâu? Nó thì ông kêu chồm dưới núm vú. Thức quá rồi, thôi ông chở tôi về nhà coi bà chồm coi sao mà để hỏi đích xác rồi. Cái tôi nói chị ơi, tôi kêu chị chồm sao thì ông kêu tôi chồm dưới núm vú nên có hết không. Cái tôi nói chị dở bụng tôi coi chị vừa bị dưới núm vú, tức là ngay đây thì dở, mà người nào có chồm á thì nó hơi nám nhẹ cái là chứng tỏ người đó chồm. Chị dồn lại đây không nám mà nám dưới nghe đúng mẹ không. Cái gan nằm đây phải nằm đây. Thì tôi nói trời ơi sao giờ nào chọn đây không chọn đây, có nó thì dưới nắm vú rồi thôi xong rồi. Biết là biết lại sao rồi. Cho câu hỏi như thế này, chọn thời gian dài hay là một tiếng, hay là lấy đen hay là chọn. Em dồn thực ra là khi mà tối mà em đi ngủ á, em sẽ bản thân em phải dùng cái hai cục nha, hai cặp nha, một cặp ở gan một cặp ở cổ ấy. Thì nó nóng trên 2 giờ đồng hồ, mà khi mà em đặt vô em mang này ra vô rồi em ngủ không có được ra, em có biết nó mấy giờ đâu mà cô mình... thử hỏi thử nó có quy định giờ hay là không có quy định, nằm thả cửa. Chừng nào hết nóng thì thôi, nếu lại thắp em muốn lấy đeo lúc nào thì lại không thì đừng lấy ra, để cho này luôn cho nãy. Tại vì á là khi mình đặt mà nó hết cái sức nóng vậy, mình sướng lắm, mình khỏe lắm, nên ra là không ai mà muốn lấy ra nữa. Cho nên á là cái tác dụng mà đầu tiên của cặp đá này á, cũng như ông này ổng bên em chồm ha, chút xíu tối về ông chồm như tôi nói á, mọi người ngày mai thấy ông lại đây ông đi phăng phăng không còn biết đau đớn là gì hết, tại vì cái tác dụng của nó rất là dữ dằn. Rồi bây giờ thấy sao rồi, nóng chưa? Thấy rong rồi. À, răng người hết rồi em. Rồi chút xíu mà là anh phải dời lên dời xuống nha, đừng có gồng với nó chút xíu là bổng nha. Ok. Ok, thế thì bây giờ là tôi giới thiệu sơ rồi, bây giờ tụi mình nói chuyện nhau chữa bệnh. Mọi người nhớ nha, ở đây là 5 giờ mình nghỉ đúng không? Thì 5 giờ thì mọi người
thống nhất là nếu mà người nào mà chưa được chữa ở đây xong thì ghé nhà của anh Quốc tôi làm tiếp nha, tại vì nó 5 giờ đóng cửa, tại tôi hồi sáng tôi có hứa. Đăng ký thêm giờ được. Vậy mình làm đây thì sướng hơn, tại mình có giường có đồ đủ nè. Rồi bây giờ mọi người ai mà thắc mắc bệnh tật đau khổ của mình thì nói này là tôi sẽ tư vấn cho từng trường hợp một, ok? Rồi hai người này tù tì nhau đi. Đeo tiêm châm. Em quay qua cô này. Dạ, em xin chính lời chút con cái con mà từ nhỏ với con. Ê, thôi mình phải nè, mình hỏi mình đi, đừng có đem dòng họ con cái rồi ra. Con của con nhảy con đang nhiệt độ với nó, sao lúc nào nhiệt độ của nó con dưới 36 độ ở đây, nó thì con thấy gì con la là nó có bị teo. Thì mà nó nhiệt độ là luôn luôn dưới 36 độ C. Dạ, nhiệt độ bình thường nó là lúc nào cũng dưới 36 độ. Mà hiện nay tình trạng nó sao? Khỏe bình thường. Hay gì tốt rồi kệ nó. Thỉnh thoảng nó cũng cảm như hai đứa kia con đo thì nó 36 cho mình. Còn thằng đó lúc nào nó cũng chỉ là 35 độ mấy. Khi nó sốt thì nó lên 37 độ mấy là nó sốt. Thì con nghĩ nó về nhiệt độ của nó bị thấp. Thì thấp bác sĩ đồ ở đây thì nói xem nhiệt độ nó cỡ đó. Ông cũng nói không sao. Nhưng mà giờ sản nó thai thì con hỏi gì không, có thể là nó nhỏ nó vậy không? Nhưng mà lớn lên nó nhiệt độ sẽ tăng lên. Hai đứa thì kia thì không sao mà thằng đó. Rồi. Lúc nào nó thì chú ý nó, tại vì như nãy tôi nói là thân nhiệt của người nào thấp á thì sức đề kháng như đó nó yếu. Nãy con nghe thầy nói. Ok. Rồi tiếp. Con bệnh giống như bên đây tay chân nó nhức dưới cái chân nó đau mà thuộc bên tay trái. Ừ bên trái. Rồi. À, bây giờ tôi hỏi một cái mọi người chú ý nha, là khi mà bị bên trái vậy á thì em có khi nào thấy là nửa người bên đây nóng, nửa người bên đây lạnh, nửa người bên đây ra mồ hôi, nửa người bên kia ra không ra mồ hôi không? Dạ không. Không thiệt không? Dạ thiệt. Đại khái giống như đôi lúc nó hơi lạnh hơn một chút bên mà bên phải có bên nó phải có đại nội chứ. Dạ. Không lạnh cho mồ hôi thì không có. À, mồ hôi không có nhưng mà rõ ràng một bên lạnh bên nóng. Dạ, hơi lạnh hơn. À, thì mọi người phải chú ý cái này ha. Thì cái dấu hiệu này ta gọi là dấu hiệu rối loạn vận mạch, thì nó hơi bị thay đổi nhiệt độ giữa nửa người bên này với nửa bên kia, mà nửa người bên đau nhất của mình á thường thường là nó bị bế tắc. Ví dụ như ra mồ hôi á thì nó sẽ ra cái bên không có bị đau nhất mà bên đau nhất nó không ra ha. Thì cái đó là thêm cái tin mừng á, chỗ này hai cái tin mừng. Cái tin mừng thứ nhất á là rất là sau này có điều kiện sẽ rất thuận lợi để phát triển ung thư ha. Cái điều kiện thứ hai nữa là khi mà ai mà có dấu hiệu này á, là biết chắc rằng là trong tương lai mình sẽ bị và tai biến á, sẽ liệt nửa người ở bên bên mà tê đó. À, mà cái hay là mình đoán trước được. Thấy không? Đó, thì bây giờ là chút xíu mình sẽ học cái cách điều trị đó. Thì riêng là bữa nay mình dòng ná xong là sáng mai dòng trở lại đây là ok. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.